bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hoàng Vũ. Sao anh phải thành thật như vậy chứ? Không lẽ anh coi tôi là phụ nữ sao? Anh nói cho tôi nghe đi nào. Đương nhiên cô là phụ nữ rồi. Vậy cũng hỏi. Lý do chính là cô gái này. Tôi sẽ nộp đơn khiếu nại chính thức về việc anh tự ý hành động ngày hôm nay. Đi thôi anh. Anh sao? Còn mình thì suốt ngày chỉ gọi là cảnh sát cha, cảnh sát cha. Cảnh sát cha? Ôi trời, làm hết hồn à. Tới cậu cũng gọi tôi như vậy luôn hả? Dạ. Sao? Hôm trước anh kêu em về tìm hiểu Lee Lucid đó. Đúng rồi. Em theo dõi thì gần đây không có ai tới tù thăm hỏi anh ta. Nhưng mà một trong những tay sai của hắn đã nói với em như vậy. Không lâu trước đây, Lee Lucid đã ra lệnh đi tìm kiếm những kẻ giỏi dùng dao nhất ở khắp cả nước. Không lẽ hắn tìm kẻ đâm vặn lưỡi dao? Công tố viên Tắc, con nhớ mới ngày nào con đặt chân lên đây lần đầu tiên sau khi vô viện kiểm sát. Lên tới đây rồi mới thấy nó thật tuyệt, không muốn đi xuống chút nào. Dạ. Thấy công việc ra sao? Con đang cố gắng học hỏi. Chúng ta chính là những người nắm giữ những con dao. Chúng ta điều tra một vụ án cũng giống như đang cầm dao đâm người vậy. Con hãy ghi nhớ lấy điều đó. Đừng vì thời gian gấp mà cảm xúc nhất thời mà dồn ép nghi phạm hay áp bức. Con có thể đâm, nhưng mà tuyệt đối không được đâm lệch hướng. Dạ, con sẽ cố gắng ghi nhớ. Con đã trở thành một công tố viên giỏi, ta rất vui. Gì vậy? Sao anh lại tới đây vậy? Tôi tới để gặp những người anh em thật sự. Ai đó đã hứa hẹn và thề thốt rằng sẽ giúp đỡ tôi, sẽ làm anh em kết nghĩa với tôi. Nhưng mà tên đó lúc nào cũng cao ngạo, không có ai ra gì hết, đâu có nói được đâu. Tên đó? Tên đó? Ủa, chẳng lẽ kêu ngài sao? Anh ở đây đi, tôi tới đây vì có chuyện quan trọng. Làm sao mình vô được cơ thể của anh ta vậy? Cái này của ai mang tới vậy? Của tôi đó. Cái thứ đồ chơi giống như đồ chơi trẻ con á thì không thể dùng nó để làm hung khí giết người đâu. Giết người cái gì chứ, tôi cứu người mà. Châm ngôn của côn đồ là gì? Quy tính. Quy tính. Đúng vậy. Tuyệt đối những thành viên trong gia đình không được đâm chém nhau. Từ giây phút mà các cậu đâm người nhà thì các cậu sẽ không còn là côn đồ nữa, mà là lưu manh, nghe rõ chưa? Lưu manh đó. Không phải là côn đồ, là lưu manh. Giờ tôi sẽ cho mọi người thấy năng lực siêu phàm của một huyền thoại sống. Mở to mắt ra và quan sát cho kỹ nha. Cái này phải cẩn thận, coi chừng bị thương. Ủa, con thỏ, ăn cỏ. Con thỏ, không có thêm cái nồi nữa. Thấy sao, dữ chưa? Dùng dao phải dùng vậy chứ. Chà, đúng thật. Cậu có đau không? Ai kêu anh tự đâm vô bụng mình chi vậy? Nè, là anh đâm mà. Thật sự tôi không hợp làm việc chung với cảnh sát. Chỉ cần nào hợp với nữ giới thôi là được. Khi đó kẻ đã đâm rồi dặn lưỡi dao, anh nhớ không? Cái tên đâm liên tục rồi dặn sao? Ôi, làm sao dụ anh ta tới chỗ của nước đây? Cậu làm kiểu gì vậy? Đã nói bao nhiêu lần rồi, hả? Bực hết cả mình. Nè, nhẹ nhàng thôi, đổ hết bây giờ.
Bực mình thiệt. Nè cái thằng kia, không mau đổ nước đá đi đâu vậy? Quay lại đây ngay. Cảnh sát cha, tôi xin lỗi. Xin lỗi. Ơi, thiệt tình. Ơi, thiệt tình là. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Gì vậy trời? Người anh em lâu lắm rồi. Chuyện gì vậy? Người anh em của tôi hả? Bị thương sao? Hả? Sao lại như vậy chứ? Sao lại bị thương vậy? Hả? Sao? Nhưng mà nè, anh đi xây bột sao? Vừa mới ra sao quay lại? Vừa mới đi thôi, tôi nhớ người anh em của mình cho nên quay lại đi nè. Rõ ràng là đầu của anh có vấn đề rồi đó. Nhưng mà hồi nãy khi mà tôi ở đây á, chúng ta đã nói chuyện gì với nhau vậy hả? Tôi tò mò lắm đó. Nói chuyện gì vậy? Tôi có nghe đồn là tên Ly Đu Sích đã từng gặp kẻ giết người rồi á. Tù nhân 3867 có người thăm. Ở đây anh không ăn cơm sao? Coi anh kìa. Nghe nói là anh lĩnh 30 năm. Đã vậy rồi anh nên ăn ngon ngủ kỹ chút đi. Bức ảnh đó. Anh làm gì vậy? Bằng chứng chỉ ra anh không phải là kẻ giết người đã không còn nữa. Cái gì? Vậy nên anh đừng hé nửa lời. Cho tới khi nào tôi bắt được kẻ đã kêu anh nhận tội thay, anh đừng bao giờ tự mở miệng khai ra. Tới giờ thì tôi phát hiện ra điều này. Cái tên tôi phải đối đầu là kẻ rất thú vị. Tôi đang tự hỏi ai là người đã gửi cho tôi bức hình này. Anh cũng tò mò có đúng không? Anh giết thật rồi sao? Bức ảnh hả? Chị dứt đi đúng không? Đúng không? Nếu có bức ảnh thì tôi có thể được ra khỏi đây bất cứ lúc nào chứ gì. Bức ảnh hả? Anh ta nói có bức ảnh đúng không? Ủa sao cha Đông Tắc không nói với mình chuyện này ta? Anh nói có bức ảnh đó đang ở đâu? Sao? Anh thử nghĩ kỹ chút coi. Mấy việc cần phải suy nghĩ như thế này anh làm tốt hơn tôi mà. Vậy thôi bỏ đi. Có một chuyện mà tôi thực sự tò mò cho nên mới tới hỏi anh đi. Tại sao anh lại đổ tội cho Gông Xuân Chanh tội giết người đó vậy? Sao anh lại nhắc tới tên đó? Bởi vì tôi thực sự không thể nào hiểu nổi, không hiểu được. Rốt cuộc là tôi đã làm gì anh? Gông Xuân Chanh đó, rốt cuộc thì anh ta đã đắc tội anh chuyện gì tới mức mà anh phải đổ tội giết người cho anh ta vậy? Đu Xích à, cái đồ ngốc Đu Xích à. Gông Xuân Chanh vẫn còn đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện vì anh đó. Giúp tôi một chuyện là cha Đông Tắc sao? Chắc sẽ thú vị lắm đây. Không phải, mà là người khác sẽ làm cho Đông Tắc không thể nhắc tới vụ án này thêm lần nào nữa. Làm giống như cậu ta làm. Tôi biết một người rất hoàn hảo đó. Được rồi, ánh mắt đó có phản ứng rồi nha. Anh đã gặp hắn rồi có đúng không? Tôi đang nói tới cái kẻ mà đã đâm Cho Hành Chun đó. Kẻ đâm người sau đó dặn lưỡi dao. Vì nên chỉ cần khai ra gã mà anh đang cố gắng che đậy hả? Rồi một ngày nào đó, sau khi Gông Xuân Chanh tỉnh lại thì cả hai sẽ quay về cái thời cùng nhau đi móc túi, rồi cùng nhau đi lừa người nữa, giống như ngày xưa vậy, được không? Kẻ đã gửi bức ảnh đó, không biết có đúng không? Vậy trước tiên đi tìm hắn ta và chuyển lời. Nếu muốn bịt miệng của tôi thì giờ một bộ âu phục không còn đủ nữa đâu. Sao? Cậu nghe rõ ràng như vậy à? Cha Đông Tắc tìm tên của Gông Xuân Chanh. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
tới khi được thả ra, cái tên Dusit đó chắc sẽ trở thành một ông già lẩm cẩm mất, đáng đời lắm. Kẻ đã gửi bức ảnh đó, không biết có đúng không? Vậy trước tiên đi tìm hắn ta và chuyển lời. Nếu muốn bịt miệng của tôi, thì giờ một bộ âu phục không còn đủ nữa đâu. Nhưng mà anh ta không ăn cơm thật sao? Sắc mặt không tốt chút nào hết. Hơi sợ thiệt tình. Mình đang đi rút tiền cho cái kẻ đã vu khống mình tội giết người. Cũng may không phải tiền của mình. Mong là cái tên Dusit đó sẽ mua đồ ăn bằng cái số tiền này rồi bị khó tiêu luôn. Không hợp lệ, vui lòng nhập mật khẩu. Mật khẩu là gì đây? Không phải là 1234 nữa chứ. Đang trong quá trình xử lý. Đơn giản ghê. Cha Đông Tắc này đơn giản ghê ha. 270.000 sao? Như vậy cũng đâu phải là ăn xin. Công chức mà sao lại vui lòng lấy thẻ của quý khách. Không đời nào lại như vậy. Không thể tin được. Toàn bộ số tiền gửi cho tài khoản của quý khách hàng Cha Đông Tắc đã được chuyển khoản cho Chu Su. Cha Đông Tắc cái tên khốn đó. Toàn bộ số tiền từ trước tới bây giờ anh ta cống nạp cho cái gã tên là Cho Chun Su sao? Chắc là vậy rồi. Cho Chun Su cái tên này, rốt cuộc thì hắn ta là người đáng sợ tới mức nào mà khiến cho một cái cảnh sát đội đặc nhiệm cống nạp toàn bộ tiền như vậy chứ? Để coi Cho Chun Su ha. Cho Chun Su